Chào các bạn, video này mình sẽ nói chi tiết hơn về biến Nairobi trong khai cuộc Sicilian. Đầu tiên, chúng ta bắt đầu với nước E4, đen C5, trắng mã F3, đen chơi D6, trắng D4, đen ăn, trắng ăn, đen chơi nước mã F6, trắng lên mã C3. Đến đây thì biến Nairobi, chúng ta sẽ bắt đầu với nước đen sẽ đẩy tốt lên A6. Tuy nhiên nếu đen không đẩy tốt lên A6 mà thay vào đó đen lại chơi nước tốt E5 thì sao? Ở đây nước này không thực sự là một nước hay. Chúng ta nếu chơi con trắng thì chúng ta có một vài sự lựa chọn trong việc chạy mã. Giả sử trắng chạy mã lên B5 thì đen sẽ đẩy tốt lên A6, đuổi mã. Khi đó thì mã phải về ô A3 và không thực sự là một nước hay. Nếu trắng chạy lên ô F5 thì đen sẽ lấy tượng để ăn mã, và ở trung tâm của đen rất là mạnh. Vì vậy, trước khi chúng ta chạy mã thì chúng ta sẽ chơi nước tượng B5 chiếu. Lúc này đen có hai sự chọn, là một là lên mã hoặc là hai là lên tượng để cản. Giả sử chúng ta lựa chọn đen lên tượng để cản, khi đó trắng sẽ lấy quân tượng để ăn vào tượng của đen. Đen sẽ lấy hậu hoặc mã ăn lên. Trong trường này thì lấy quân hậu ăn sẽ hay hơn. Tại sao? Bởi vì nếu giả sử đen lấy mã ăn thì trắng sẽ nhảy mã lên ô F5, tấn công vào quân tốt D6 của đen. Và lúc này đen sẽ chạy mã ra để hậu có thể bảo vệ được quân tốt. Nước mã chạy hay có thể là nước C5, cũng tấn công luôn cả tốt của trắng. Đến lúc này thì trắng sẽ chơi nước tượng G5. Và như bạn thấy, với việc ghi mã vào đây thì ghi mã vào đây và sau đó trắng sẽ chơi nước mã nhảy lên ô B5. Và đây sẽ là một lựa chọn rất là hay cho trắng. Vì vậy, ở đây nếu phải lựa chọn ăn thì đen sẽ lấy hậu để ăn lên quân tượng thì sẽ hay hơn. Đây là trường hợp đen dùng tượng để cản. Còn trong trường hợp đen dùng mã để cản, trắng sẽ vẫn chạy mã lên ô F5, đen sẽ đuổi quân tượng. Ở đây thì trắng nên ăn vào mã hơn là chạy về. Và để tránh mất quân tốt ở D6 thì đen sẽ lấy hậu để ăn lên. Khi đó trắng sẽ nhảy mã về ô E3. Và ô sau đó trắng có thể nhảy mã lên ô D5, và trắng có một vị trí ở trung tâm rất là thuận lợi. Sau đó thì đôi bên sẽ nhập thành và bắt đầu bàn đấu. Thì trong cái ví dụ này, trước khi chúng ta đẩy tốt lên đuổi mã thì chúng ta nên chơi nước A6 trước để tránh tượng bay lên ô B5 chiếu tướng. Và ở đây nước A6 chính là bắt đầu cho thế khai cuộc Sicilian Nairobi. Và đến đây thì bắt đầu vào thế Nairobi, nước mạnh cho trắng chính là nước quân tượng ở tượng C sẽ bay lên ô G5. Ở đây lựa chọn cho đen sẽ là đen sẽ chơi nước E6. Nước E6 này nhằm mục đích là để quân tượng sẽ giữ được quân mã, đồng thời phát triển được tượng đen để nhập thành. Cộng với việc tốt ở D6 và E6 sẽ nó cũng giống như một bức tường phòng thủ cho đen ở phía trung tâm. Thì nước đẩy tốt lên E6 sẽ là một nước được lựa chọn nhiều nhất. Lúc này thì đen sẽ tấn công với nước F4. Đến đây thì một số bạn có thể lựa chọn đẩy tốt lên H6 đuổi tượng. Khi đó thì tượng
trắng sẽ lùi về ô H4. Trong trường hợp nếu tiếp tục đẩy tốt lên G4, xin lỗi là G5 thì trắng sẽ ăn và được lợi hơn một tốt. Chúng ta sẽ không xét trường hợp đó mà chúng ta sẽ xét trường hợp các trường hợp có thể xảy ra. Ví dụ như là đến đây đen có thể chơi nước hậu lên ô B3, hoặc là đen có thể đẩy tốt lên B5 để lấy đường phát triển tượng, hoặc không thì đen có thể bay mã lên ô D7 để bảo vệ mã. Thì chúng ta sẽ xét từng trường hợp một ở đây. Đầu tiên đó là trường hợp đây gần đều là những lựa chọn tốt cho đen. Đầu tiên đen sẽ chơi nước tượng lên ô B6. Mục đích của đen chính là tấn công tốt ở B2. Nếu trắng tránh để đen ăn tốt ở B2 bằng nước nhảy mã về ô B3 thì đen sẽ chơi nước hậu vào ô E3 để chiếu. Khi đó thì nếu trắng dùng tượng để chắn thì đen sẽ lấy mã để ăn quân tốt ở E4 và đen sẽ có lợi thế một tốt. Vì vậy trắng sẽ chơi nước hậu chắn thì sẽ hay hơn. Khi đó đen sẽ ăn hậu, đổi hậu. Và đến đây thì đen sẽ chơi nước mã lên ô D7. Và ván đấu này sau khi đã đổi hậu thì hai bên là cân bằng. Trường hợp trắng không về mã ở ô B3 mà trắng sẽ lên hậu B2, đen sẽ ăn vào tốt, trắng sẽ ra xe và đen sẽ lên hậu. Khi đó trắng sẽ ăn vào quân mã, đen sẽ lấy tốt để ăn lên. Và ván đấu này sẽ chủ yếu là tấn công ở trung tâm, vì bên đen sẽ khó để nhập thành, trong khi trắng thì nhập thành cũng chưa chắc an toàn vì cột G đã được mở và xe đen có thể tấn công vị trí nhập thành của vua trắng. Thì đó chính là lựa chọn đầu tiên khi đen chơi nước hậu lên B6. Trường thứ hai là đen sẽ chơi mã lên D7 để bảo vệ cho quân mã này. Ở đây trắng sẽ chơi nước phát triển tượng lên ô C4, vừa là để phát triển vừa là để có đường để nhập thành. Đen sẽ cũng muốn phát triển tượng trắng bằng nước tốt B5. Ở đây thì thế trận này trắng sẽ muốn hy sinh tượng để phá cấu trúc tốt của đen, đồng thời tìm được chiến thắng. Lúc này trắng sẽ đổi một tượng lấy 3 tốt. Và đổi như thế nào thì ở đây trắng sẽ ăn vào nước E6, đen sẽ ăn tốt lên, trắng ăn mã. Nếu đen chạy hậu lên ô E7 thì trắng sẽ nhảy mã và chiều tướng, bắt được xe của đen. Vì vậy lựa chọn tốt cho đen ở đây sẽ là đen sẽ nhảy lên ô A5 và để ghim luôn quân mã ở ô C3 của trắng. Bây giờ thì trắng sẽ lấy mã này để ăn quân tượng. Đen sẽ ăn mã và trắng sẽ lấy hậu để ăn quân tốt D6. Và các bạn có thể thấy là ở đây khi lên mã ô D7 để bảo vệ quân mã ở ô F6 thì trắng đã hy sinh một tượng để đổi lấy 3 tốt. Và các bạn có thể thấy là dù hơn quân nhưng ở đây đen ở một vị trí rất là nguy hiểm. Và thường thì không mấy người chơi quân đen lại lựa chọn cái phương án này, mặc dù là hơn quân thật. Nhưng mà người chơi quân đen sẽ không muốn mình ở vào trong cái tình thế vị trí cờ như ở ví dụ trên. Thì đó chính là lựa chọn lên quân mã
tới ô D7 để bảo vệ cho con mã. Và cái trường hợp cuối cùng ở đây mình muốn giới thiệu đó là trong trường hợp này, sau khi trắng đẩy tốt lên F4, đen sẽ chơi nước B5. Mục đích của trắng đẩy tốt lên F4 chính là để chuẩn bị cho nước đẩy tốt lên E5 hoặc có thể là đẩy tốt lên F5. Nhưng trong trường này thì chúng ta sẽ xét trường hợp trắng sẽ đẩy tốt lên E5 và trắng sẽ chơi nước đẩy tốt lên E5. Đen sẽ ăn vì không muốn bị mất mã. Trắng sẽ ăn lên. Ở đây thì có thể nhiều bạn nghĩ là đen đã chắc chắn là mất mã rồi. Tuy nhiên thì lại nó lại không đơn giản như vậy. Khi trắng chơi nước hậu C7. Tại sao? Vì nếu như trắng ăn mã, đen sẽ chiếu. Và mức chiếu này thì đen, sau khi trắng đi, đen sẽ bắt lại được quân tượng đen của trắng. Vì vậy sau khi đen lên quân tượng C7, trắng sẽ không ăn mã. Vậy thì trắng sẽ chơi thế nào? Vì ở đây khi đen lên ô tượng, lên hậu C7 thì đen tấn công vào quân tốt E5. Khi đó trắng muốn bảo vệ tốt E5, trắng sẽ chơi nước hậu E2 để bảo vệ cho quân tốt E5. Và ở đây thì đen sẽ nhảy mã về ô D7. Khi đó thì trắng sẽ không thể ăn được mã của đen. Đồng thời cũng đen cũng tránh việc bị tốt chồng. Đến đây thì trắng sẽ nhập thành. Và ở đây có một pha tấn công rất đẹp mắt cho trắng. Nếu như đen lựa chọn lấy hậu để ăn quân tốt này, vì các bạn có thể thấy là ở đây thì trắng chỉ có một quân hậu để bảo vệ quân tốt, trong khi đen có hai quân tấn công. Và đen sẽ ăn tốt, trắng sẽ đổi hậu. Và nước hay ở đây là gì? Ở đây có hai khả năng. Thứ nhất là trắng sẽ dùng quân mã này để ăn ô E6, dọa nước chiếu hết. Nước chiếu hết đó chính là xe sẽ chiếu vào ô D8. Trong trường hợp nếu trắng ăn mã bằng tốt hoặc là bằng tượng. Nếu như đen muốn tránh nước chiếu hết bằng nước đẩy tốt lên F6 thì mã của trắng sẽ chiếu và bắt được xe của đen. Và trắng một lợi thế rất là lớn, cả về thế trận lẫn về lợi thế về vật chất. Tuy nhiên nước ăn mã này vẫn không hay bằng nước lấy mã ở C3 để ăn vào ô B5. Tại sao lại lấy mã ở C3 mà không phải mã ở ô D4? Bởi vì mục đích của trắng là chiếu hết bằng xe vào nước này. Nếu chúng ta ăn bằng mã ở ô D4 thì đen có thể nhảy mã lên ô C6 để kiểm soát ô D8 này, và trắng sẽ không thể thực hiện được kế hoạch chiếu hết. Và khi trắng ăn mã ở ô C3 và tốt, đen sẽ ăn mã, trắng sẽ ăn. Đến đây thì đây sẽ nước chiếu hết, chiếu bằng xe. Lúc này thì có lên mã cũng không thể cứu được, bởi vì giả sử đen lên mã đây, trắng sẽ chiếu mã vào ô C7 và đen sẽ hết cờ. Nếu đen lên tượng để chắn quân xe thì trắng sẽ vẫn nhảy mã vào ô C7 và chiếu hết. Thì đây là một sai lầm trong thế trận khi đen lựa chọn lấy hậu để ăn vào tốt E5 của trắng. Vậy thì nước hay cho đen ở đây là gì? Nước hay cho đen ở đây chính là thay vì ăn tốt, đen nên lên ô mã lên ô C6. Và đây chính là nước để giúp cho thế trận hai bên cân bằng. Thì vừa rồi chính là trường hợp sau khi trắng đẩy tốt lên F4, đen sẽ chơi nước đẩy tốt lên B5, tấn công cánh hậu. Và thế trận lúc này hai bên là cân bằng. Đen có thể lên tượng và nhập thành. Và vừa rồi chính là một số trường hợp mà các bạn có thể áp dụng hoặc là chơi khi mà
các bạn dùng cái Sicilian Nairobi, và bất kể nước nào cũng đều phải tính toán cẩn thận vì chỉ một sai lầm thôi cũng có thể dẫn đến thất bại. Cuối cùng thì chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn.